Tiếp theo là phần chánh văn. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tới, cầu chẳng thành những việc thích đi ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần đều đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia liền. Khi khóc vì than nước mắt cứ đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mày ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sâu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cùng chung chịu như người tâm tối. Chú thích: cầu chẳng thành do chữ mưu cầu bất đắc khổ, tức là cái khổ thứ năm trong bát khổ. Có nghĩa sự khổ về việc mưu tính mong cầu mà chẳng được như ý. Phước thọ là được hạnh phúc và sống lâu. Phẩm hàm là chức tước cấp bậc của hàng quan lại. Đây chỉ cho ba việc: danh, lợi, quyền. Hầu sinh là người tỳ thiếp có nhan sắc, cũng gọi là nàng hầu, vì bổn phận của tỳ thiếp phải theo hầu hạ chồng và vợ lớn. Là lụa, các thứ hàng mỏng dệt bằng tơ rất mịn, láng và đẹp. Nghĩa bóng chỉ cho sự ăn mặc chân diện sang trọng. Đức thầy cảnh tỉnh: nào lụa là lãnh nhiễu tố xô, chớ ham mến mà sao lao lý. Bực tức là bức rứt xốn xang vì không thỏa mãn điều mong ước. Ưu phiền là lo buồn sầu não. Điều đứng là khốn khổ ở trong tình trạng khó lo toan. Biệt ly do chữ ái biệt ly khổ, tức cái khổ thứ sáu trong bát khổ. Có nghĩa những người mình đã thương yêu như vợ con và thân bằng quyến thuộc mà lại bị chia lìa nên phải khổ. Đầm đìa là dầm dề, ví dụ dòng lệ đầm đìa. Đeo đắm là mang mẫn, ràng buộc khó mà rời rứt ra được. Căn duyên: căn là gốc rễ, duyên là duyên do, là nguyên nhân. Đây ý nói duyên gia đình chồng vợ đã ràng buộc với nhau do từ nhiều kiếp trước tới giờ. Lưu lạc là trôi rụng, ý nói đời sống bị dời đổi, nay nơi này mai nơi khác như nước trôi qua rụng. Tan hiệp
cũng gọi là tan hợp, có nghĩa đời sống của gia đình thân tộc có lắm lần xa nhau rồi hợp lại. Đây là định luật bi quan ly hiệp của dòng đời, không mấy ai tránh khỏi. Đức Thầy từng nói: đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Ân ái là tình cảm thân yêu gắn bó giữa cha con, chồng vợ, thân tộc. Sầu ưu là buồn rầu lo lắng. Trí mưu, trí là thông minh, có tài xét đoán. Mưu là tính toán kế hoạch. Nói chung là người có học thức, sáng láng và đủ tài mưu mẹo. Lược giải từ câu 319 đến câu 338: đến khổ thứ năm là những nỗi khổ mưu tính tham cầu mà chẳng thành. Khởi nguyên từ lòng ham muốn, chúng sanh mới luân hồi vào cõi dục. Nên khi sanh ra cõi đời, con người đã có sẵn hột giống tham lam. Muốn sao cho mình được ở lầu cát cao sang, nào ruộng cả tiền nhiều, quy quyền chức tước, nào vợ đẹp hầu sinh, vàng dòng gấm nhiễu, cả gia đình đều sống một cuộc đời hạnh phúc triền miên. Ngược lại, nếu sự mong muốn ấy không đạt thành, thì con người phải bứt rứt xốn xang, u buồn giả dời, cả tâm trí bị quay cuồng đảo lộn, không phút nào an tịnh, có khi phải liều mình tự sát. Trước cảnh trạng ấy, ai trong giàu mà chẳng công nhận đây là một nỗi khổ. Tới lượt thứ sáu là các nỗi khổ của những người thân yêu nhau mà phải chia lìa. Ở đời, ai cũng có thân bằng quyến thuộc, tình thương yêu, thân mến nhau rất mực, nên muốn sống mãi bên nhau, nhưng rất khó mong toại nguyện. Trong lúc cảm thương khắng khích, bỗng gặp cuộc phân ly, kẻ lệ sầu khôn ráo, người ruột thắt từng cơn. Bao nỗi nhớ thương thật vô cùng chua xót, mà cả thế giới loài người có mấy ai vượt khỏi. Phàm hễ có gia đình, phải có sợi dây ái ân ràng buộc, chằng chịt nợ duyên, gốc bởi tiền căn vọng tưởng. Giữa tình cha con, chồng vợ lúc nào cũng đậm đà gắn bó, song vì mưu cầu cho cuộc sống, hoặc vì tình cảm éo le khiến phải chia tay. Lúc ấy, kẻ phiêu bạc chân trời ôm nỗi buồn thương đau xót, người ở lại ngày đêm chờ đợi nhớ nhung. Thì ra cuộc đời chỉ là một trường bi quan ly hiệp, đau khổ triền miên, ít khi nào được an vui thư thái. Sanh ly đã khổ, tử biệt lại còn khổ hơn. Hết hồi tan hiệp, hiệp tan, kế đến lúc có một người chấm dứt cuộc đời, thì bao kẻ còn ở lại đành ôm mối sầu ưu vĩnh viễn. Cái khổ này dầu cho kẻ cao sang tài trí cũng phải chịu như bao nhiêu người hạ tiện.